Trời ơi, muốn độc chiếm tình cảm của con trai tôi hết hả? Đâu có dễ. Nè cô bé, từ từ tôi sẽ làm cho sáng mắt ra nghe chưa? Mẹ! Trời ơi, hết hồn à. Gì đây? Mẹ mới gọi cho Đan Thanh hả? Chứ gì nữa. Mẹ đó nghe, mẹ con đó nghe. Mà mẹ phải hạ mình xuống, mẹ nói đàng hoàng tử tế với nó đó. Dạ, con biết rồi. Ừ, liệu hồn sao á? Con cảm ơn mẹ. Xạo quá đi. Liệu á nghe, mà lấy vợ về á, rồi sống đàng hoàng tử tế với mẹ, chứ đừng có cái kiểu mà yêu thương vợ rồi cho mẹ ra rìa, nghe không? Trời ơi, nhìn mặt vậy mà đi lấy vợ kìa. Trời ơi, sắp làm bố làm chồng người ta rồi đó nghe. Chỉnh chỉnh. Nè nè nè, mẹ nhớ á, ngày nào ha còn nhỏ xíu xíu ở trường đi tắm mưa. Trời ơi, lâu rồi mà nói hoài. Thì rồi sao? Lúc đó mẹ đi đâu cũng đù theo mẹ hết. Mỗi lần mà mẹ đi chợ á nghe, trời ơi thằng Tôm nó cứ chạy thấy mẹ ơi, mẹ ơi cho con đi, mẹ nhỏ nheo gì đâu, mẹ giờ chưa đàn ông dữ vậy ta. Vậy thì mốt á, cháu nội á đi chợ với mẹ luôn, được không? Mẹ chịu không? Nó phải ngoan tao mới cho đi ạ. Đi chàng con luôn. Ừ. Dạ thưa chị, dạ thực sự là phải nói cho chị biết là mong chị thông cảm, là tại vì bà nhà tôi sau khi mà hay tin là con gái tôi mà nó bị lỡ đó chị, nó lỡ nên bà bị tụt mút, à quên, tụt huyết áp, bà buồn cả đêm mới ngủ không được chị. Thành ra sáng ra đó thằng Thanh nó phải chở bà đi bệnh viện. Khổ thiệt là khổ. Ủa bác, bệnh viện nào vậy bác, để con đi tới thăm. Thủ phạm là cậu đó. Cậu tới đó làm gì? Tới đó để mất công rồi bà đứt mạch máu não, rồi bà đột tử luôn hay sao? Có phải vậy không chị? Ừ thì con dạy cái mang. Nhưng mà đến nước này rồi á, mà để chị nhà phải đi cấp cứu như vậy cũng đáng lo lắng đó. Dạ lo quá chứ. Nhưng mà thật ra thì con trai của tôi nó cũng có thành ý đó anh à. Thôi thì tôi nghĩ ngày mai đi, có mẹ con của cháu Thanh á, rồi tôi mời cả nhà qua nhà tôi ăn một bữa cơm, để mình nói chuyện với nhau cho nó rõ ràng hơn, đầy đủ mặt thì nó dễ nói chuyện hơn với nhau anh ha. Ừ, tôi thấy ý kiến chị hay đó, vậy đi cho nó tiện, với lại mình khỏi ai bị bỏ sót ý kiến, có phải vậy không chị? Ừ, vậy đi. Tôi cũng có chút việc mà ông nhà tôi đi công tác rồi, cho nên tôi phải về lo việc nhà nữa, không tiện ở đây đâu, xin phép nha. Ba biết vậy mà ba để cho má con nói chuyện với bả đi. Ông ngộ ghê, bởi ba mày không biết sao hả? Sao? Chuyện gì khó có đẩy qua cho mẹ à? Gặp tôi cũng đâu có chưa có từng ngồi xuôi, sao tôi biết gì tôi nói? Biết đâu tôi gặp bả tôi cũng sợ giống như ông vậy đó. Ừ, nói chuyện với bả cái khô cổ họng nè, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, y chang như ông rồi sao? Bà thôi mệt quá, thôi bây giờ không ai nói, ba mẹ không ai nói hết á, ở vậy đi khỏi lấy chồng nữa. Đâu có được con. Bảy rồi phải làm đám cưới đàng hoàng. Ừ, cưới xong muốn bỏ thì bỏ. Hả? Hiểu không? Chứ bây giờ con mà không lấy chồng nữa hả, để cái bụng vậy là đi ra đường người ta sẽ đánh giá mình, nói là đồ thứ con gái chưa chồng mà bị vậy, không được. Ừ, đúng rồi. Mệt quá chứ giờ sao đây. Thôi con đi ra quán anh hai á. Bị khổ ghê. Thôi con gái giống như mắm treo đầu giường. Cũng quên, mắm treo đầu vàng.